mời quý vị cùng nghe bài viết Nguyên nhân sụp đổ Việt Nam Cộng hòa năm 1975 của tác giả Trọng Đạt. Kỳ thứ nhất. Cho đến nay, nguyên nhân sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa vẫn còn là một điều gây nhiều tranh cãi, ít ra là trên sách báo và trên những tài liệu dưới hình thức những hồi ức Bài viết này của tác giả Trọng Đạt là một trong số ít những bài viết rất công phu về điểm này. Phần dưới cùng của bài viết là danh sách những tài liệu tham khảo. Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài gần 30 năm, từ nửa đêm 19 tháng 12 năm 1946, khi Việt Minh tấn công quân Pháp tại Hà Nội Chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi Sài Gòn thất thủ. Theo thống kê năm 1973 của Ngũ Giác Đài, người Mỹ tốn kém gần 300 tỷ đô la từ giữa thập niên 60 tới ngày ký hiệp định Bắc Khi. Có khoảng 58.000 người chết. Phía Việt Nam Cộng Hòa khoảng hơn 180.000 người tử thương. Cộng sản Bắc Việt và diệt Cộng mất hơn một triệu cán binh. Dân chúng hai miền được ước lượng vào khoảng hơn một triệu người chết vì bom đạn. Nói về những nguyên nhân khiến miền Nam mất về tay Cộng sản đã được biết bao người bàn tán tranh luận từ mấy chục năm qua. Cho tới nay, người ta vẫn còn tranh cãi. Người Mỹ thì đổ lỗi cho Việt Nam Cộng Hòa như tổng thống Bush và bộ trưởng quốc phòng Brumfield cách đây mấy năm đã nói thua tại vì quân đội Việt Nam Cộng hòa không chịu đánh họ ý nói ta chỉ chờ Mỹ đánh giùm phía Việt Nam nhiều người kết án tại Mỹ tháo chạy bỏ rơi đồng minh nhà nghiên cứu quân sự Nguyễn Đức Phương cho rằng phía Việt Nam có ba nguyên nhân chính đưa tới sụp đổ thứ nhất ta thiếu một lãnh tụ có đủ khả năng. Thứ hai, dân chúng miền Nam không tích cực yểm trợ cho công cuộc chiến đấu. Thứ ba, quân đội Cộng sản Bắc Việt đã nhanh chóng khai thác thời cơ lợi dụng các yếu điểm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những nguyên nhân đưa tới sự mạng dông của Việt Nam Cộng Hòa thì chằng chịch nhiều vô kể. Không có nguyên nhân nào là độc quyền chủ chốt. Nhiều người quả quyết ta thua gì hết đạn, người Mỹ cúp quân diện, nhưng sự thật cũng không hẳn như vậy. Ông Nguyễn Đức Phương, căn cứ theo tài liệu Mỹ cho biết, sau 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt đã tịch thu được của Việt Nam Cộng Hòa rất nhiều chiến lợi phẩm trị giá trên 5 tỷ đô la, trong đó có 130.000 tấn đạn năm 1972, ta sử dụng mỗi tháng trên 60.000 tấn. Sau tháng 7 năm 1975, ta sử dụng tiết kiệm 18.000 tấn một tháng. Như vậy, số đạn dược 130.000 tấn, nếu không bị Cộng sản tịch thu, ta có thể sử dụng được 5-6 tháng. Ở đây chúng tôi chỉ nêu một số điểm chính đi từ gần đến xa. Trước hết, xin nói về nguyên nhân gần tiếng Pháp gọi là Cosimedia. Nguyên nhân quân sự Nguyên nhân gần gũi nhất ai cũng biết là do sự sai lầm của ông Tổng tư lệnh quân đội Nguyễn Văn Thiệu trong kế hoạch triệt thoái hai quân khu 1 và 2 gây nên sự hỗn loạn dây chuyền sụp đổ hai dùng chiến thuật rồi đưa tới sự sụp đổ toàn bộ miền Nam kể từ sau ngày ký hiệp định Ba Khi 28 tháng 1 năm 1973. Trong khi Bắc Việt mở mang xa lộ Đông Trường Sơn, sử dụng 16.000 xe vận tải, chuyển vũ khí đạn dược vào Nam, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công 1975. Chính phủ Nguyễn Văn Thiệu không có một kế hoạch nào về chính trị, quân sự để chống lại âm mưu địch cưỡng chiếm miền Nam mà chỉ ngồi chờ giặc tới và hy vọng vào sự can thiệp của không lực Mỹ. Tình báo yếu kém nên ông Thiệu đã khinh địch, đánh giá sai lực lượng địch, cho rằng Cộng sản Bắc Việt không đủ khả năng đánh vào các thành phố lớn, không đủ lực lượng để mở những trận tấn công lớn như năm 1972. Trước hết, Chúng tôi xin so sánh lực lượng hai bên vào năm 1975. Việt Nam Cộng hòa tổng cộng có hơn 1 triệu quân, trong đó 40% là bộ binh chính quy, 50% là địa phương quân, nghĩa quân, còn lại là cảnh sát và không quân, hải quân. Vì ta tổ chức theo lối Mỹ, một người lính tác chiến có 5 người yểm trợ như tiếp liệu, quân nhu quân y, hành chánh, tài chánh. Cho nên trên thực tế, lính nhà nghề chưa tới 200.000 người, thành phần không tác chiến, chiếm khá nhiều. Địa phương quân và nghĩa quân chỉ đủ sức cầm cự chờ lính bộ binh của sư đoàn. Chủ lực quân Việt Nam Cộng Hòa được bố trí tại bốn quân khu như sau. Quân khu 1, sư đoàn bộ binh cơ hữu của quân khu 1, 23 và hai sư đoàn tổng trừ bị Thủy quân lục chiến và dù 4 liên đoàn biệt động quân 410 đại bác khoảng 450 xe tăng thiết giáp hơn 90 máy bay chiến đấu quân khu 2 22 sư đoàn bộ binh chủ lực 22 và 23 và 7 liên đoàn biệt động quân 380 đại bác 477 xe tăng thiết giáp máy bay chiến đấu 138 chiếc

Về pháo binh, ta có hơn 1.500 khẩu đại bác, hơn một nửa là súng 105 ly, chưa tới một phần tư là 155 ly và khoảng 15% là súng 175 ly. Về xe tăng, tổng cộng ta có khoảng 2.000 chiếc, nhưng hơn một nửa là M113 và các loại thiết giáp xưa cũ khoảng gần 40% là xe M41 và M48. Trong đó, chỉ có M48 là tương đương với T54 của địch. Vũ khí quân đội Việt Nam Cộng Hòa trông cũng khá hùng hậu, nhưng tình hình năm 1975, do hậu quả cắt giảm quân diện, nhiều máy bay, xe tăng, tàu chiến, thiếu cơ phận thay thế đã trở thành bất khiển dụng. Quả lực giảm 60% so với năm 1972, đạn dược chỉ đủ đánh cho tới tháng 6 năm 1975. Vì phải trải quân giữ đất, toàn bộ 13 sư đoàn của ta và 15 liên đoàn biệt động quân tương đương với hơn 2 sư đoàn phải bảo vệ 44 tỉnh, tính trung bình một tỉnh chỉ được hơn một trung đoàn bảo vệ. Trong khi Cộng sản Bắc Việt có thể tập trung hơn 10 trung đoàn để đánh một tỉnh, thí dụ như tại Ban Mê thuộc tháng 3 năm 1975. Lực lượng chính quy Cộng sản Bắc Việt năm 1975 gồm có 4 quân đoàn và đoàn 232 tương đương 1 quân đoàn. Quân đoàn 1 có 3 sư đoàn: 308, 312, 320B.

Ngoài ra Bắc Việt còn khoảng 15 trung đoàn bộ binh độc lập và đặc công, tương đương với khoảng 4 hoặc 5 sư đoàn. Toàn bộ lực lượng chính quy Bắc Việt năm 1975 vào khoảng 20 hay 21 sư đoàn bộ binh. Người ta ước lượng không chính xác, Bắc Việt đưa vào Nam khoảng trên 500 xe tăng và 500 đại bác về vũ khí đạn dược theo báo chí Việt Cộng năm 1976 tiết lộ, cho biết năm 1975 vũ khí đạn dược của chúng gấp 3 lần năm 1972. Hư thực thì không rõ, nhưng có điều chắc chắn, năm 1975 Bắc Việt đã được Cộng sản quốc tế diện trợ quân sự tối đa. Về số lượng xe tăng và pháo binh của ta nhiều gấp 2-3 lần đối phương, nhưng về mặt vũ khí, địch hơn ta. Xe tăng chỉ có M48 tương đương với T54 của Bắc Việt, súng 155 và 105 ly tầm diễn xạ tối đa chỉ được 15 và 11 cây số, trong khi súng 130 ly cộng sản Bắc Việt bắn xa 30 cây số. Năm 1972, Mỹ có diện trợ cho ta súng 175 ly, bắn xa 28 cây số, nhưng số lượng không nhiều lắm. Đầu năm 1975, hơn 80% chủ lực quân Cộng sản Bắc Việt đã có mặt tại miền Nam. Chúng chỉ để lại khoảng một quân đoàn tại miền Bắc làm lực lượng tổng trừ bị khoảng hơn 70% chủ lực quân Bắc Việt được tập trung vào quân khu 1 và quân khu 2 của ta. Tại quân khu 2, Bắc Việt để 5 sư đoàn 10, 320A, 316, 968, 3 và 4 trung đoàn độc lập, tương đương một sư đoàn, toàn bộ khoảng 6 sư đoàn. Tại quân khu 1 của ta, bắt diệt để năm sư đoàn bộ binh và hơn 10 trung đoàn độc lập. Toàn bộ vào khoảng hơn 8 sư đoàn. Chiến thuật chiến lược hai bên vẫn y như cũ, không khác gì thời chiến tranh diệt Pháp năm 1947-1954 năm là mấy. Ta dẫn theo chính sách đóng đồn cũ rích có từ thời ông Đờ Lát năm 1950. Trải quân giữ đất, Diệt Cộng dẫn chiến thuật chiến lược cũ, công đồn đã diện, tiền pháo hậu sung, lấy thịt đè người. Cường độ chiến tranh gia tăng nhiều, trận tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968, Cộng sản đánh cấp tiểu đoàn trung đoàn. Năm 1972, địch đánh cấp sư đoàn. Nay 1975, chúng tiến lên cấp quân đoàn. Việt Cộng xả láng toàn bộ lực lượng vào gián bài chót. So với năm 1972, tình hình bi đát hơn gấp bội phần vì Đồng Minh phản bội, xé bỏ tờ giấy cam kết yểm trợ không quân khi bị Việt Cộng tấn công. Một mình Việt Nam Cộng hòa phải gánh giác chiến trường với sự thiếu thốn trầm trọng về tiếp liệu, đạn dược. Như trên ta thấy bắt diệt tung vào chiến trường miền Trung tất cả 14 sư đoàn, trong khi ta chỉ có 7 sư đoàn và 11 liên đoàn biệt động quân, tương đương hơn 2 sư đoàn. Toàn bộ chủ lực quân ta, kể cả biệt động quân, vào khoảng hơn 8 sư đoàn. Ta phải trải quân giữ đất, địch tập trung quân nên mũi dùi tấn công rất mạnh. Theo văn tiến dũng trong Đại thắng mùa xuân, tướng thiệu đã bố trí lực lượng sai ở chỗ mạnh hai đầu có nghĩa ta để năm sư đoàn tại quân khu 1 và ba sư đoàn tại quân khu 3. quân khu 3 được tăng cường nhiều máy bay chiến đấu và xe tăng như thế, ta để yếu ở quân khu 2, đó là nơi Cộng sản chủ trương tấn công mở đầu chiến dịch năm 1975. Tại quân khu 2 như trên, ta thấy chủ lực quân Việt Nam Cộng Hòa là hai sư đoàn và 7 liên đoàn biệt động quân, toàn bộ chỉ vào khoảng 3 sư đoàn, trong khi Cộng sản Bắc Việt tập trung tại đây tới 6 sư đoàn. Vì ta bố trí sai lực lượng nên không đủ sức chống lại địch. Ngày 10 tháng 3, Cộng quân đem 3 sư đoàn tấn công chớp nhoáng chiếm bang mê thuộc. Phần vì sai lầm của tướng Phú, Ông mắc lừa kế nghi binh của địch, tưởng chúng đánh Pleiku, phần vì Bộ Tổng Tham mưu và tướng Thiệu đã bố trí sai lực lượng tại quân khu 2, nên ta không đủ lực lượng chống lại địch. Tại bang Mê thuộc, lực lượng ta chỉ có hai tiểu đoàn bộ binh và hai liên đoàn địa phương quân, không thể chống lại quân số địch khoảng 12 trung đoàn. Theo bút ký của Nguyễn Định, năm 1975 quân đội Việt Nam Cộng Hòa ban mê thuộc chỉ giàu khoảng 2.000, kể cả nghĩa quân, cảnh sát. Ban mê thuộc như một thành phố bỏ quan. Ban mê thuộc thất thủ đưa tới những hậu quả tai hại không thể lường trước được. Ngày 11 tháng 3, một ngày sau khi diệt cộng vào ban mê thuộc, Ông Thiệu họp Hội đồng An ninh Quốc gia gồm Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn viên, Trung tướng Đặng Văn Quang, Phụ tá An ninh Quốc gia. Tướng Thiệu cho biết trước tình hình khó khăn do cắt giảm quân diện, lãnh thổ phòng thủ quá rộng, áp lực địch nặng, ta chỉ đủ quân giữ quân khu 3 và quân khu 4 và một phần duyên hải quân khu 2. Quân khu 1 chỉ cần giữ Huế và Đà Nẵng ông sẽ thực hiện tái phối trí lực lượng, rút bỏ các tỉnh cao nguyên về giữ đồng bằng. Ngày 13 tháng 3, Hạ viện Mỹ khối đa số dân chủ bỏ phiếu chống tăng diện cho Việt Nam Cộng Hòa 300 triệu Mỹ Kim do Tổng thống Ford đệ trình. Phần thì hốt quảng vì mất ban mê thuộc, lại bị tá quả tam tinh vì bị Hạ viện Mỹ bác bỏ quân diện tướng Thiệu bèn ra lệnh triệt thoái cao nguyên hôm 14 tháng 3 năm 1975, mặc dù tướng Phú nài nỉ xin ở lại giữ đất. Cuộc triệt thoái bắt đầu từ ngày 16 tháng 3, chia làm 4 đoàn. Mỗi ngày một đoàn xe, mỗi đoàn 250 chiếc. Ngày đầu, 16 tháng 3 thì êm xuôi nhờ yếu tố bất ngờ Ngày hôm sau, dân chúng chạy ùa theo, gây náo loạn cả lên. Ngày 16 tháng 3, sư đoàn 320 diệt cộng được lệnh cấp tốc đuổi theo đến 18 tháng 3 thì bắt kịp. Hỗn loạn bắt đầu xảy ra tại Phú Bổn. Bọn lưu manh côn đồ đốt chợ, diệt cộng pháo kích phi trường gây kinh hoàng cho đám người di tản. Tối đến, diệt cộng pháo thị xã, 70% xe tăng và đại bác dồn đống tại thị xã bị phá hủy gần hết. 40 xe tăng M41, M48 bị hủy. Tướng Phú ra lệnh bỏ Phú bổn. Đoàn quân đi được 20 cây số thì bị diệt cộng tràn vào Phú Túc. Biệt động quân chiếm lại Phú Túc. Ra khỏi Phú Túc, người ta tranh giành nhau lên trước. Hỗn loạn xảy ra, bắn nhau giành đường đi Diệt Cộng đưa các lực lượng đã tham chiến tại bang Mê Thuột để đuổi theo truy kích. Tới 26 tháng 3, trong số 1.200 chiếc xe, chỉ có 300 cái mở đường máu về được tuy hòa. Phạm Quấn gọi đây là một hành lang máu. Trong số 60.000 chủ lực quân, chỉ có 20.000 tới được tuy hòa. Năm liên đoàn biệt động quân, 7.000 người chỉ còn 900 người. 100 xe tăng chỉ còn 13 chiếc M113. Toàn bộ vũ khí đạn dược trị giá 253 triệu phần lớn lọt vào tay diệt cộng. Theo đại tướng Cao Văn Diên ít nhất 75% lực lượng chiến đấu của quân khu 2 bị tiêu diệt. Đây là một cuộc hành quân phá sản kéo theo sự sụp đổ của cả quân khu. Ngày 13 tháng 3 ông Thiệu lệnh cho tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân khu 1, đưa sư đoàn dù về Sài Gòn. Ngày 14 tháng 3, tướng trưởng về dinh độc lập, hợp Hội đồng An ninh Quốc gia về kế hoạch tái phối trí. Hôm sau, tướng trưởng ra quân khu 1, hợp nội bộ thi hành lệnh tái phối trí, đưa sư đoàn dù về Sài Gòn. Ngày 17 tháng 3, thủy quân lục chiến ra Đà Nẵng thay dù, khiến dân chúng sợ hãi, ùng ùng kéo nhau di tản trên quốc lộ 1 về Đà Nẵng. Ngày 19 tháng 3, tướng trưởng về Sài Gòn trình bày kế hoạch lui binh. Kế hoạch thứ nhất cho các đơn vị theo quốc lộ 1 từ Chu Lai về Đà Nẵng. Kế hoạch thứ hai, các lực lượng tập trung tại Quế và Chu Lai. Sau đó, tàu hải quân sẽ đưa về Đà Nẵng. Trong cả hai kế hoạch, Đà Nẵng vẫn là điểm tựa cuối cùng. Từ ngày 19 tháng 3, Cộng sản Bắc Việt bắt đầu tấn công mạnh từ Bắc và Nam quân khu 1 theo thế gọng kìm. Ngày 20 tháng 3, Đài Quế cho phát thanh hiệu triệu của Tổng thống tử thủ Quế. Chiều hôm ấy, tướng Thiệu đổi ý gửi công điện cho tướng trưởng không bó buộc phải giữ Quế, chỉ giữ Đà Nẵng ngày 24 tháng 3, Quảng Nam Quảng Tính ở phía nam quân khu 1 bị diệt cộng tấn công mạnh phải rút về Chu Lai. Tình hình quân khu chỉ trong một ngày rối loạn đến mức không thể kiểm soát được. Ngày 23 tháng 3, lệnh bỏ quế được chính thức ban hành vì áp lực cộng sản và binh sĩ ta rã ngủ. Nhiều sĩ quan cao cấp bỏ chạy trước nên các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa như rắn mất đầu đã tan hàng. Tại Nam quân khu 1, sư đoàn 2 tại Chu Lai được tàu đưa ra cù lao ré, nhưng chỉ được một nửa quân số. Các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa từ Quế di tản về cửa Thuận An, Tư Hiền bị thiệt hại rất nặng. Các đơn vị tập trung tại hai cửa biển đã làm mồi cho pháo binh địch. Dân quân trúng pháo kích chết như rạ. Hỗn loạn diễn ra, tranh giao lên tàu, bắn giết nhau giả man. Tình trạng hỗn loạn được coi là quá tồi tệ so với quân khu 2. Ngày 27 tháng 3, cuộc phòng thủ Đà Nẵng trở nên vô hiệu vì hỗn loạn. Dân tị nạn quá đông, hơn một triệu người. Phố xá chật ních những người, hỗn loạn diễn ra dữ dội, tranh nhau lên tàu, lên máy bay, bắn giết nhau không còn quân kỷ, y như xã hội thời thượng cổ. Ngày 28 tháng 3, xã ấp quanh Đà Nẵng lọt vào tay Cộng sản Bắc Việt. Bốn sư đoàn Bắc Việt bao dây tấn công Đà Nẵng. Các sư đoàn 1 và 2, các đơn vị thiết giáp pháo binh Việt Nam Cộng hòa thiệt hại nặng trên đường di tản, khiến cho cuộc phòng thủ Đà Nẵng không còn lực lượng nào ngoài sư đoàn 3. Ngày 29 tháng 3, tướng trưởng xin lệnh bỏ Đà Nẵng, thành phố lớn thứ nhì của Việt Nam Cộng hòa coi như mất ngày 29 tháng 3. Trong vòng 10 ngày quân đoàn 1 gồm 3 sư đoàn bộ binh và sư đoàn thủy quân lục chiến, thiết giáp, pháo binh, công binh, coi như tan rã. Việt Cộng chiếm được cả quân khu 1 mà không phải giao tranh dai dẳng. Nguyên do chính của sự thất bại theo Nguyễn Đức Phương như sau. Ông Thiệu cho rút sư đoàn dù khiến dân chúng hoang mang lo sợ, di tản náo loạn cả lên. Bỏ cao nguyên, quân khu 2 rồi lại bỏ quế, làm cho tin đồn cắt đất, loan truyền, khiến dân chúng ồ ạt di tản. Binh sĩ rã ngủ tìm thân nhân, nhiều sĩ quan cao cấp bỏ chạy trước. Cuộc lui binh hỗn độn không có kế hoạch, không có đơn vị nào đánh trì quản, đánh, đánh trận hậu. Ông Cao văn Duyên cho rằng, thất bại do sự lúng túng của ta hơn là vì áp lực địch. Nhiều sĩ quan cao cấp hèn nhát, bỏ chạy trước, khiến cho các đơn vị của ta rã ngủ dần dần. Tinh thần chiến đấu của quân ta không còn nữa. Vấn đề tị nạn của dân chúng đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của quân đoàn. Chúng ta cũng để ý thêm một yếu tố nữa. Đài BBC tuyên truyền phá hoại đã đóng góp một phần lớn vào sự thảm bại của cả hai quân khu. Qua kinh nghiệm của cuộc tổng công kích trước đây như năm 1968-1972. Địch không đủ khả năng tấn công cả bốn quân khu cùng một lúc vì mũi dùi sẽ yếu, dễ bị bẻ gãy mà chúng chỉ tấn công vào hai quân khu, nhất là dùng một và hai. Năm 1975, Cộng sản Bắc Việt tung vào chiến trường miền Trung 14 sư đoàn. 6 sư đoàn tại quân khu 2 và 8 sư đoàn tại quân khu 1. Tính ra khoảng 70% chủ lực quân của chúng mũi dùi tấn công mạnh. Ta chỉ có 7 sư đoàn, 22, 23, 1, 2, 3 thủy quân lục chiến và dù, và 11 liên đoàn biệt động quân trải quân giữ đất. Đã thế, ông Thiệu lại cho rút sư đoàn dù về Sài Gòn, khiến cho tình hình càng bi đát hơn. Trong khi ấy, dùng 4 đã có trên 200.000 địa phương quân, 40% toàn bộ địa phương quân toàn quốc, lại để thêm 3 sư đoàn bộ binh giữ đất. Tại đây, áp lực địch nhẹ, chúng chỉ có 6 trung đoàn, không có nhiều xe tăng đại bác, có nhiệm vụ đánh cầm chân quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ta có thể rút bớt quân để tăng cường cho chiến trường miền Trung. Chắc ông Thiệu cũng biết vậy nhưng ông không muốn đưa thêm quân tăng diện, vì trong thâm tâm, ông muốn bỏ miền Trung để giữ hai quân khu 3 và 4. Cuối tháng 3 năm 1975, quân khu 1 hoàn toàn lọt vào tay cộng quân. Hai ngày sau, quân khu 2 cũng mất gần hết lãnh thổ, chỉ còn Phan Rang và Phan Thiết. Ba sư đoàn, 1, 3, 23 bộ binh bị tan rã hoàn toàn sư đoàn 2, 22, thủy quân lục chiến, các sư đoàn không quân, lữ đoàn dù, biệt động quân, dân dân, bị thiệt hại từ 60 tới 70 quân số. Toàn bộ vũ khí đạn dược, xe tăng đại bác của miền Trung coi như mất hết. Theo Phạm Quấn Tổng số phi cơ các loại bỏ lại khoảng chừng 200 cùng với 900 đại bác và hơn 1.000 chiến xa những quốc hận trong trận chiến mất nước, trang 98. Điều nguy hại nhất là phần lớn số vũ khí đạn dược ấy lại lọt vào tay Cộng sản Bắc Việt. Giáo vào tay giặc, miền Nam đưa dao cho người ta giết mình. Văn Tiến Dũng giết trong Đại Thắng Mùa Xuân. Hậu Cần vẫn bảo đảm, không những chỉ mới dùng hết một phần số lượng đạn dược đã dự tính trong kế hoạch mà lại còn lấy thêm được khá nhiều của địch. Trang 117. Ta thu và phá hơn 40% cơ sở vật chất và hậu cần quân ngụy. Trang 136, 137. Vũ khí đạn dược tiêu hao không đáng kể, ta thu được của địch một khối lượng rất lớn vũ khí và đạn dược. Trang 137. Cũng có nhiều người cho rằng Ông Thiệu tháo cấy, giả dờ thua chạy để lôi kéo Mỹ vào yểm trợ, nên đã đưa tới sụp đổ nhanh chóng như vậy. Ông đã đem đất nước non sông gấm dốc ra đánh bạc, thì thật hết chỗ nói. Sau khi hai quân khu 1 và quân khu 2 sụp đổ, giới lãnh đạo Sài Gòn chỉ còn mong manh hy vọng vào sự cứu trợ của Mỹ. Cộng sản Bắc Việt hối hả chuyển dận vũ khí đại binh vào Nam để tấn công, chiếm Sài Gòn trước mùa mưa, thì ta không có một kế hoạch cụ thể nào để ngăn chặn địch như phá cầu, quanh kích các đoàn xe, phục kích đánh công doa, mà chỉ ngồi chờ giặc. Giả lại, cấp lãnh đạo, ông to bà lớn của ta chỉ lo kế hoạch, tẩu di thượng sách cho mình hơn là lo cho đất nước cha chung không ai khóc. Tại Xuân Lộc, từ 9 tháng 4 cho tới 20 tháng 4 năm 1975, Sư đoàn 18 dưới sự chỉ huy của tướng Lê Minh Đảo đã anh dũng đẩy lui một cuộc tấn công vũ bảo của Việt Cộng trong hơn một tuần lễ, nhưng cũng không cứu vãn nổi tình thế. Cộng sản dốc toàn bộ lực lượng vào canh bạc cuối cùng. Chúng đưa vào trận địa 20 sư đoàn bộ binh, khoảng 280.000 người, cùng với 400 xe tăng, 400 đại bác. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa gồm 6 sư đoàn chủ lực và địa phương quân, thiết giáp, tổng cộng 240.000 người, nhưng lính nhà nghề chỉ có khoảng 60.000. Nhân lực đã chênh lệch ta lại lâm vào tình trạng hết đạn, trong khi diệt cộng đầy đủ đạn dược. Năm tuyến phòng thủ của ta quanh Sài Gòn gồm tuyến Củ Chi ở Tây Bắc, tuyến Bình Dương phía Bắc, tuyến Biên Hòa phía Đông Bắc, tuyến Dũng Tàu phía Đông, tuyến Long An phía Nam. Ngày 21 tháng 4, ông Thiệu từ chức bàn giao cho ông Hương. Ngày 24 tháng 4, hai ông Thiệu và Khiêm bỏ nước ra đi, tinh thần quân ta sụp đổ. Ngày 26 tháng 4, cộng quân bắt đầu mở chiến dịch tấn công Sài Gòn. Ngày 28 tháng 4, đại tướng Dương Văn Minh lên thay thế ông Trần Văn Hương. Các phòng tuyến của ta sụp đổ dần dần trước các đợt tấn công pháo kích của địch. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng kết thúc cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ. Quý vị vừa nghe xong kỳ 1 của bài viết Nguyên nhân sụp đổ Việt Nam Cộng hòa năm 1975 của tác giả Trọng Đạt. Xin cảm ơn bài viết của tác giả và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin mời quý vị cùng đón nghe kỳ 2 của bài viết. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp kỳ 2 của bài viết Nguyên nhân sụp đổ Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 của tác giả Trọng Đạt. Nhiều người kết án ông Thiệu cho lệnh rút bỏ quân khu 2 và 1 đã đưa tới sự sụp đổ toàn bộ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thiệu là nguyên nhân gần gây nên sự sụp đổ. Nhưng nếu kết án ông ta là nguyên nhân duy nhất thì không đúng lắm. Ở đây không phải để bên giật cho ông Thiệu, nhưng chúng ta không thể nói sai lịch sử. Giả thử ông Thiệu tăng cường lực lượng cho hai quân đoàn, đẩy lui được cuộc tổng tấn công của địch năm 1975, nhưng sau đó ta vẫn lâm vào tình trạng hết đạn, sẽ phải xin diện trợ khẩn cấp của Hoa Kỳ, trong khi đảng Dân Chủ nắm đa số tại Quốc hội họ chủ trương cắt hoàn toàn quân diện, bỏ rơi miền Nam, thì cũng chỉ có khoảng 30% hy vọng được tiếp diện trở lại. Vì thế, ngoài nguyên nhân quân sự nêu trên, còn những nguyên nhân khác đóng góp vào sự sụp đổ của miền Nam. Một nguyên nhân gần nữa, vô cùng quan trọng ở đây là vấn đề cắt quân diện. Theo Nguyễn Đức Phương, Vấn đề các quân diện đã manh nha từ đầu thập niên 1970. Hành quân Campuchia năm 1970 đã tạo ra phản ứng chống đối dữ dội của Quốc hội Mỹ vì họ cảm thấy bị ngành hành pháp che giấu sự thật. Tháng 6 năm 1970, Thượng viện đã biểu quyết với đa số chấm dứt nghị quyết, dịnh bắt diệt, trao toàn quyền hành động cho Tổng thống Mỹ từ năm 1964 hai thượng nghị sĩ là John Copper đảng Cộng hòa, tiểu bang Kentucky và Frank đảng Dân chủ, tiểu bang Idaho. Một thành viên của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện đã đề nghị một tu chính án cắt tất cả phí tổn về quân sự của Mỹ tại Miên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1970. Sau 7 tuần lễ tranh cãi, Thượng viện Mỹ biểu quyết vào cuối tháng 6 năm 1970 với 58 phiếu thuận và 37 phiếu chống. Tuy nhiên, Hạ viện đã bác bỏ tu chính án này. Tu chính án do đó được sửa đổi lại và được biểu quyết chấp thuận vào tháng 12. Theo đó, Mỹ không được đưa quân tác chiến vào Lào và Thái Lan. Lần đầu tiên, tổng thống Mỹ với tư cách tổng tư lệnh quân đội bị giới hạn quyền hành trong tình trạng chiến tranh. Một tu chính án khác do hai thượng nghị sĩ George Govan, đảng Dân Chủ, tiểu bang South Dakota và Mark Hatfield, đảng Cộng Hòa, tiểu bang Oregon, đã đề nghị rút tất cả quân đội Mỹ và cắt tất cả quân diện cho Việt Nam Cộng Hòa vào cuối năm 1971. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ hai lần, 1970 và 1971, tu chính án này. Năm 1973, Quốc hội Mỹ biểu quyết chấp thuận tu chính án do Francis và Thượng nghị sĩ Clifford Đảng Cộng Hòa chấm dứt tất cả quân diện cho các nước Đông Dương. Chiến tranh Việt Nam toàn tập trang 510 Tháng 6 năm 1973, Quốc hội Mỹ biểu quyết cắt ngân khoản cho tất cả hoạt động quân sự tại Đông Dương. Ngày 1 tháng 7, Nixon miễn cưỡng ký thành luật áp dụng kể từ ngày 15 tháng 8. Đến tháng 10 năm 73, Quốc hội lại thông qua dự luật quyền hạn chiến tranh, buộc tổng thống phải tham khảo ý kiến Quốc hội trước khi gửi quân đi tham chiến. Ý định phản bội của người bạn đồng minh

lên 29 tỷ. Hai năm 1970 và 1971 xuống còn 12 tỷ vì Mỹ đang rút quân. Năm 1972, họ rút gần hết, chỉ còn 24.200. Khi ấy, miền Nam phải một mình gánh giác chiến trường với tiền diện trợ ngày một bị cắt giảm. Năm 1973, quân diện là 2 tỷ mốt, sang năm 1974 chỉ còn 1 tỷ tư. Năm 1975 tuột xuống còn 700 triệu, trong đó có 300 triệu để trả lương cho nhân viên cơ quan tùy viên quân sự DAO của Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa chỉ nhận được một nửa số quân diện cần thiết. Năm 1975, đảng Dân Chủ nắm đa số tại Quốc hội Mỹ. Họ chủ trương bỏ Đông Dương không cần biết hậu quả cũng như danh dự cho nước Mỹ. Về thế lực cũng như tài chính, dân chủ thua kém Cộng hòa nên chỉ thừa cơ nước đục thả câu, lợi dụng sơ hở của Cộng hòa để thọc gậy bánh xe. Họ thường o bế với bình dân, da đen, mễ miết, cu li cu khố rách áo ôm, đám trốn lính, chống chiến tranh để lấy lòng kiếm phiếu. Họ chớp đúng thời cơ khi phong trào phản chiến lên cao, được dân chúng ủng hộ để nắm đa số tại quốc hội và thẳng tay bỏ rơi đồng minh, không thương tiếc. Cái mà ông Nguyễn Tiến Hưng gọi là nhát gươm đào phủ. Ngay sau đó, 13 tháng 3, nhát gươm đào phủ đã hạ xuống. Ban lãnh đạo đảng Dân Chủ, cả hạ diện lẫn thượng diện họ lại là thành phần quyết định trong quốc hội, bỏ phiếu với đại đa số, chống bất cứ diện trợ nào thêm cho miền Nam. Khi đồng minh tháo chạy, trang 245. Theo Đại tướng Cao Giang Diên, hậu quả của các giảm quân diện là không quân phải cho hơn 200 máy bay, ngừng bay, giảm giờ bay, huấn luyện 50%, số giờ bay thám thính 58% phi vụ trực thăng giảm 70%. Hải quân cũng bị cắt giảm hoạt động 50%. 600 tàu, các loại nằm ụ, quân dụng hư hỏng không được thay thế. Chỉ có khoảng 33% được thay mà thôi. Tổng số đạn trong kho chỉ đủ dùng cho đến tháng 6 năm 1975. Thuốc men thiếu thốn, số tử vong lên cao khiến tinh thần binh sĩ xuống thấp người Mỹ ký hiệp định Ba Lê để rút quân ra khỏi Việt Nam và lấy tù binh về, không đếm xỉa gì tới sự tồn vong của miền Nam nước Việt. Sơ Thompson, chuyên viên về du kích chiến cho rằng miền Nam bị đe dọa chỉ vì để cứu nước Mỹ khỏi cảnh sâu xé nhau. Miền Bắc bị buộc phải ngồi vào bàn hội nghị để cứu nước Mỹ ông M. Govin, nguyên chủ tịch Quỹ hội Kiểm soát Quốc tế, tuyên bố ngày 4 tháng 4 năm 1975 cho rằng miền Nam Việt Nam thất bại do quyết tâm bỏ rơi đồng minh của Mỹ nhiều hơn là do hết đạn. Còn về khả năng tồn tại, ông cho là vẫn còn tùy thuộc vào số quân diện Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam Cộng Hòa. Đại tướng Diên kết luận một sự thật không thể chối cãi là quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ hết đạn và nhiên liệu vào tháng 6 năm 1975 nếu không nhận được quân diện phụ trội. Và một quân đội sẽ không thể nào chiến đấu nếu không có những trang bị cần thiết để chiến đấu. Nguyễn Tiến Hưng khi đồng minh tháo chạy trang 457 Khi lập luận như trên, người ta sẽ đặt thêm câu hỏi Tại sao họ lại bỏ rơi Việt Nam Cộng hòa? Ông Nguyễn Tiến Hưng cho biết, tại sao Mỹ lại dứt khoát bỏ rơi miền Nam? Câu trả lời ngắn gọn là gì? Quyền lợi của Mỹ ở Việt Nam đã không còn nữa. Khi đồng minh tháo chạy, trang 455. Ngoài những nguyên nhân gần nêu trên, lại những động cơ khác đã gây lên hoặc ảnh hưởng trực tiếp mà ta gọi là nguyên nhân xa, thuyết domino không còn giá trị. Khoảng tháng 3 năm ngoái, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Le dưới thời Tổng thống Nixon cho biết Tổng thống Ford năm 1975 đã bác bỏ thuyết domino có từ ngày 7 tháng 4 năm 1954 dưới thời Tổng thống Eisenhower. Thuyết này cho rằng hệ mất một nước thì mất luôn nhiều quốc gia khác, y như trong gián cờ Domino. Các cấp lãnh đạo Hoa Kỳ đã sống qua thập niên 30 với những biến chuyển lịch sử trên thế giới và nhận thấy có những tương đồng với tình hình Đông Nam Á đương thời. Năm 1931, Nhật chiếm Mãn Châu đưa tới lấn chiếm Trung Hoa, Đông Dương, Mã Lai, rồi dẫn tới trận Trân Châu Cảng, tức chiếm Áo, Tiệp, rồi Pháp, Bỉ, và đưa tới chiến tranh Âu Châu. Nếu xâm lược không bị trừng trị, nó sẽ lan rộng hơn lên theo kiểu tầm ăn dâu y như một căn bệnh do di trùng đục khoét. Những biến chuyển lịch sử trên đây đã hình thành học thuyết domino. Tổng thống Eisenhower là người đầu tiên đề xướng học thuyết domino trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 4 năm 1975 trả lời phóng viên báo chí ông cho biết nếu mất đông dương thì dần dần sẽ mất miến điện thái lan mã lai nam dương và rồi từ từ đài loan nhật phi luật tân úc tân tây lan cũng mất theo thuyết domino đã khiến mỹ quyết tâm ngăn chặn chính sách tầm ăn dâu sau chiến tranh triều tiên mỹ thấy không thể hòa quản với cộng sản được việt nam được coi như một thí điểm để ngăn chặn làn sóng đỏ, người Mỹ cho rằng nếu làm ngơ để cộng sản xâm lấn các nước lân bang thì dần dần năm châu bốn bể sẽ bị nhuộm đỏ, Hoa Kỳ tới lúc đó sẽ bị bao bọc bởi biển đỏ và họ sẽ phải xây một dạng lý trường thành thứ hai để chống ngoại xâm. Người Mỹ chỉ đổ quân, đổ của vào một cuộc chiến khi nào cảm thấy nền an ninh của đất nước họ bị đe dọa. Ngay khi Trung Cộng chuyển vũ khí ồ ạt giúp Việt Minh, tháng 10 năm 1950, Mỹ đã dội viện trợ quân sự cho Pháp 300 triệu đô la, hàng không mẫu hạ Mỹ chở tới Sài Gòn 40 máy bay Hellcat cho Pháp. Chính phủ và quân đội quốc gia Việt Nam được thành lập. Mới đầu, quân diện Mỹ cho Pháp mới chỉ là 17%, nhưng vài năm sau, chiến tranh bùng nổ dữ dội quân diện tăng lên tới 74%. Năm 1955, Mỹ hất cảng Pháp ra khỏi Việt Nam để biến nơi đây thành tiền đồn chống cộng tại Á Châu. Những năm 1963-1964, Cộng sản tăng cường chiến tranh du kích hồng xâm lược miền Nam bằng bạo lực. Mỹ dội ồ ạt đổ quân vào miền Nam từ giữa năm 1965

nếu Mỹ không đưa quân vào Việt Nam năm 1965 thì chỉ trong vòng 6 tháng là mất vì áp lực cộng sản rất nặng. Sau cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, chính phủ Johnson bị dân chúng chỉ trích dữ dội vì sau mấy năm truy lùng và diệt địch mà vẫn không bình định được miền Nam giới lãnh đạo Mỹ bắt đầu chán ghét cuộc chiến tranh Việt Nam vì phong trào phản chiến từ năm 1965 đến nay ngày càng dữ dội và nhất là họ thấy rằng hiểm họa Cộng sản đe dọa Đông Nam Á không còn nặng nề như trước. Bắc Việt trở thành quân tốt lợi hại cho Cộng sản quốc tế. Bắc Việt cũng bị Cộng sản quốc tế thúc giục đánh tới cùng để làm suy yếu tiềm lực kinh tế chính trị đế quốc tuy nhiên hiểm họa cộng sản tại Á Châu không còn trầm trọng như trước nữa vì nay nga tàu chống đối nhau ra mặt như kẻ thù đụng phải sức chống trả dữ dội của thế giới tự do cộng sản quốc tế cũng trùng bước giả lại vì cung cấp vũ khí cho đàn em Bắc Việt họ cũng tốn kém rất nhiều có tài liệu cho biết trung cộng viện trợ cho Bắc Việt từ 1950 tới 1975, tốn kém 20 tỷ đô la. Diệt Nguyên, tổng thống Nixon sang tàu. Thuyết domino dần dần không còn ý nghĩa như từ năm 1955 cho tới những năm Mỹ mới đổ quân vào Việt Nam. Năm 1969, Nixon nhậm chức tổng thống, hứa hẹn với dân Mỹ sẽ rút quân về nước họ thực hiện Việt Nam quá chiến tranh từ năm 1969-1970. Quân đội Mỹ sẽ bàn giao trách nhiệm phòng thủ và bảo vệ miền Nam cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thực hiện Việt Nam quá chiến tranh là họ đã nghĩ đến việc bỏ Việt Nam cũng như Đông Dương, vì thuyết Domino không còn đứng vững mất Việt Nam cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới các nước Đông Nam Á. Quyết định bỏ Đông Dương coi như đã bắt đầu thành hình. Vấn đề còn lại là rút lui trong danh dự để khỏi bẻ mặt một siêu cường. Từ năm 1969, họ đã đi đêm với Trung Cộng để tìm cách rút quân ra khỏi Việt Nam, bỏ Đông Dương vì nó không còn đúng với ý nghĩa tiền đồn chống cộng nữa. Song song với Việt Nam quá chiến tranh, họ tìm cách hòa quản với Trung Cộng. Anh khổng lồ nghèo kiết xác này cũng tốn kém rất nhiều với cuộc chiến tranh Việt Nam và cũng muốn hòa với Mỹ. Ngày 21 tháng 2 năm 1972, cái bắt tay lịch sử giữa Nixon và Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh đã thay đổi cả một kỷ nguyên điều mà người Mỹ ao ước bấy lâu nay đã thành sự thật. Đông Nam Á không còn bị đe dọa bởi chiến lược tầm ăn dâu của Trung Cộng. Thuyết Domino đến lúc lỗi thời không còn giá trị. Bỏ Đông Dương coi như điều tất yếu. Trận mùa hè đỏ lửa năm 1972, Bắc Việt đánh cấp sư đoàn với nhiều xe tăng đại bác rầm rộ. Mỹ muốn ta phải thắng, họ đã yểm trợ quanh tạc B-52 tối đa và hải pháo của hơn 20 tàu chiến để tạo thế mạnh trên bàn hội nghị tại cuộc hòa đàm Ba Lê. Hiệp định Ba Khi ký kết ngày 28 tháng 1 năm 1973 chỉ là mớ giấy lộn để Mỹ rút quân và lấy về 587 tù binh, mặc dù họ thừa biết Việt Nam Cộng Hòa sẽ lãnh đủ. Nguyễn Đức Phương trích dẫn lời tướng đính trong hồi ký của ông. Cựu trung tướng Tôn Thất Đính đã ghi lại nhận xét của ông Ngô Đình Nhu từ đầu thập niên 60 về chiến lược toàn cầu của Mỹ như sau. Nếu tụi nó, Mỹ, nhảy vô để chiến thắng Cộng sản như ở Triều Tiên, bất kể một cuộc can thiệp của Tàu hay Đệ Tam Thế Chiến, thì mình cũng để cho tụi nó thử sức với Cộng sản xem sao. Chứ ở đây mục đích của tụi nó là tìm một thế sống chung nào đó với Cộng sản. Thì đánh để làm chi? Rốt cuộc cũng chỉ như rứa. Con đường của Hoa Thịnh Đốn muốn đi tới là Bắc Kinh. Mình chỉ là vật tế thần, cục kê của tụi nó. Để rồi tướng đính kết luận. Nhận định đó đến thập niên 1970 đã trở thành sự thật và khi Nixon bắt tay được với Mao Trạch Đông thì tiền đồn chống cộng của Việt Nam Cộng Hòa đã hết ý nghĩa. Và do đó, Hoa Thịnh đốn phải thu xếp để chấm dứt cuộc chiến tranh không còn cần thiết. Mặc cho nền hòa bình này đã làm sỉ nhục tính cách siêu cường của Mỹ và đẩy miền Nam vào địa ngục của Cộng sản Hà Nội. Chiến tranh Việt Nam toàn tập, trang 635 Nguyễn Đức Phương kết luận. Như vậy, cả hai miền Nam Bắc Việt Nam đều không nhìn thấy được chính sách ngoại giao của Mỹ từ đầu thập niên 70 để tiếp tục cuộc chém giết. Mùa hè năm 1972 không cần thiết phải là một mùa hè rực lửa. Những trận đánh đẫm máu tại cửa Việt, tại Sa Quỳnh đã hầu như vô nghĩa. Hiệp định Ba Lê chỉ là một biên lai để khách hàng nhận lại tù binh và đoạn chiến. Số phận của Việt Nam Cộng Hòa đã được định đoạt từ lâu và cũng không phải tại chiến trường. Chiến tranh Việt Nam Toàn Tập, trang 635-636 Ông Nguyễn Tiến Hưng cũng nói Kể từ ngày Tổng thống Nixon bắt tay được với Trung Quốc thì giá trị của miền Nam – để ngăn chặn làn sóng đỏ đã không còn là bao nhiêu trong tính toán của Mỹ về hơn thiệt. Dần dần, miền Nam đã hết vai trò một tiền đồn của thế giới tự do. Và như vậy, vấn đề còn lại đối với Mỹ thì chỉ là làm sao rút ra được cho êm thấm, ít bị tổn hại về uy tín là được rồi. Khi đồng minh tháo chạy, trang 456, 457 Phong trào phản chiến ngày một lên cao cũng đã đóng vai trò then chốt đưa tới sụp đổ miền Nam ngoài thuyết Domino. Mặc dù là nguyên nhân xa, nhưng phong trào có tính cách quyết định vì nó là động cơ thúc đẩy quốc hội bỏ phiếu các diện trợ quốc phòng cho miền Nam, đưa tới sụp đổ trong chớp mắt. Phản chiến Phong trào phát sinh từ năm 1965, ngay sau khi Tổng thống Johnson đổi quân vào Việt Nam giao chiến với Việt Cộng. Hồi ấy, khoảng 5.000 nhà khoa học phản đối chiến tranh hóa học khai quang. Ngày 15 tháng 5 năm 1966, khoảng 12.000 người biểu tình chống chính sách của Tổng thống Johnson tại Việt Nam ngày 23 tháng 10 năm 1967, có khoảng 30.000 người biểu tình trước ngũ giác đài. Họ trương biểu ngữ, nói Nhân danh nhân loại, chúng tôi muốn nói chuyện với bọn người gây chiến. Ngày 12 tháng 4 năm 1969, tại Nữ Ước và 32 thành phố lớn, biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Thời điểm này, có 31.000 người lính Mỹ chết ở Việt Nam giữa tháng 10 năm 1969, khoảng 1.000 người biểu tình phản chiến tại Chicago, 5.000 người phản chiến tại New Jersey bị giải tán bằng lựu đạn cay. Ngày 11 tháng 11 năm 1969, phe ủng hộ chính phủ Nixon, cựu chiến binh Mỹ, tổng cộng 10.000 người biểu tình tại Qua Thịnh Đốn ngày 15 tháng 11 năm 1969, có tới 300.000 người chống chiến tranh tại Hoa Thịnh Đốn và các thành phố khác. Bà Lê có khoảng 20.000 người phản chiến. Ngày 4 tháng 5 năm 1970, trong một cuộc biểu tình tại Đại học Kent, Ohio, bốn sinh viên phản chiến bị quân đội bắn chết, nhiều người khác bị thương, khiến phong trào càng lên cao dữ dội. Người Mỹ nói, đất nước dân tộc đã bị phân hóa thật vậy toàn bộ nước mỹ bị phân hóa vì chiến tranh việt nam nhiều người cho rằng phản chiến do những cuộc biểu tình của sinh viên nhưng có lẽ quan trọng hơn là hai nguồn chống đối khác đó là những người nghèo và dân tộc thiểu số họ không được quản dịch vì lý do học vấn dân da đen bị gọi nhập ngũ vì chính phủ cần nhân lực cho cuộc chiến tranh của Tổng thống Johnson, khiến họ nghi ngờ chính phủ. Suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, có 11 triệu người Mỹ đã phục vụ luân phiên cho ngành quốc phòng. 2 triệu người đã luân phiên ở Việt Nam, 600.000 đã trốn quân dịch. Trong số này, 200.000 bị buộc tội trốn quân dịch, 300.000 tìm cách xin quản dịch bị từ chối, 70.000 được quản dịch khoảng từ 30 cho tới 50.000 người trốn sang Canada và 20.000 người trốn tại Mỹ hay ra ngoại quốc. Phong trào chống lệnh trưng binh lên cao Mục sư Martin Luther King lần đầu tiên tuyên bố chống chiến tranh tháng 7 năm 1975. Ông ta tránh đề cập tới chiến tranh một thời gian, nhưng cuối 1966, Ông nản lòng khi thấy chiến tranh leo thang và phản chiến lan rộng tại Mỹ. Trong khi ấy, hai phe phản chiến và ủng hộ chính phủ đánh nhau vì bất đồng chính kiến. Tháng 3 năm 1967, Luther King dẫn đầu phong trào anti-war tại Chicago. Ngày 4 tháng 4 năm 1967, tại nhà thờ Riverside Church, New York, ông đã lớn tiếng chống đối chính sách chiến tranh của chính phủ. King vừa đòi nhân quyền, vừa chống chiến tranh, ông bị ám sát năm 1968. Ngay trong quân đội cũng có những người chống chiến tranh, năm 1967 có 6 cựu quân nhân thành lập một tổ chức lấy tên Cựu chiến binh Việt Nam chống chiến tranh, gọi tắt là VVAW. Họ lý luận rằng những người đã bị gọi nhập ngũ đưa sang Việt Nam tham chiến có quyền phản đối chiến tranh. Năm 1970, VVAW có 600 hội viên, mấy năm sau tăng gấp bội. Tháng 1 năm 1971, họ tổ chức thuyết trình tại Detroit, 100 người cựu chiến binh dẫn chứng tội ác chiến tranh. Từ 19 tháng 4 tới 23 tháng 4 năm 1971, họ biểu tình tại Washington DC rồi cắm dùi tại công viên Potomac Park họ diễu hành cùng những bà mẹ có con là lính chết trận ở Việt Nam đến nghĩa trang Arlington National Cemetery. Những người này đã vận động quốc hội để sớm chấm dứt chiến tranh. Tình trạng đã đi đến chỗ thật bi đát khi những người này tìm cách trả lại quy chương cho quốc hội. Chính phủ ban hành lệnh cấm cuộc cắm trại, lập hàng rào gỗ, quanh điện Capitol. Những người cựu chiến binh đã ném trả quy chương trong số này có John Kerry, ứng cử viên tổng thống năm 2004. Họ tố cáo lính Mỹ khi hành quân vào các làng mạc ở Việt Nam đã hãm hiếp, đốt làng, cắt tay, chặt đầu người dân, y như quân Mông Cổ dưới thời thành các tư hãn. Họ nói, đất nước ta đã tạo dựng con quái vật hung dữ, đó là đạo quân một triệu người, và những người lính chiến đã được chỉ dạy dùng bạo lực và chết chẳng có mục đích nào cả. Chúng tôi, cựu chiến binh, trở về trong quốc hận vì bị chính phủ Hoa Kỳ lạm dụng. Năm 1970, Phó Tổng thống Ed New tuyên bố tại trường Westbourne rằng chỉ có một thiểu số phóng đại những mặt xấu của bọn lưu manh côn đồ. Nhưng thật ra, đa số chiến sĩ ta đã chiến đấu, chết tại những cánh đồng lúa Á Châu để bảo vệ tự do, trong khi một thiểu số lợi dụng làm bay bọn phản chiến đã dùng điểm này để công kích nỗ lực của ta ở việt nam những cựu chiến binh này nói người dân mỹ đã bị chính phủ đánh lừa ta không thể thắng được cuộc chiến này nếu cứ tiếp tục như vậy và phải rút bỏ việt nam họ nói tình hình việt nam không có gì để đe dọa hoa kỳ thuyết môi hở răng lạnh là sai chúng tôi đòi hỏi ở quốc hội hoa kỳ nơi có thẩm quyền tạo dựng và duy trì quân đội Chúng tôi đến đây không phải để gặp tổng thống mà tin rằng quốc hội có thể thỏa mãn ý nguyện người dân để đưa chúng ta rút ra khỏi Việt Nam. Tình hình phản chiến ở Hoa Kỳ từ năm 1965 đến 1971 khiến cho chính phủ ngày một suy yếu, đất nước bị phân hóa, chính phủ vừa phải lo cuộc chiến tranh miền Nam, vừa phải đối đầu với phong trào phản chiến chúng ta có thể kết luận một cách giản dị, phong trào phản chiến xuất phát từ tâm lý của anh nhà giàu sợ chết, dù được che đậy dưới hình thức nào cũng không thể giấu giếm được cái bản chất hèn nhát của anh nhà giàu. Năm 1969, có giàu khoảng 31.000 lính Mỹ tử thương tại Việt Nam. Theo tin tức Mỹ, riêng năm 1968, Cộng quân mất gần 290.000 cán binh cho tới cuối năm 1968 có vào khoảng từ 500 cho tới 600 000 diệt cộng tử thương. Tính ra số tổn thất nhân mạng của Mỹ chỉ bằng 5% hoặc 10% so với số tử của diệt cộng. Nhưng địch không bao giờ có một lời than giảng. Như thế, ta thấy người Mỹ đã sai lầm khi tham gia cuộc chiến tranh với một kẻ thù nghèo đói. Thằng nghèo đói không bao giờ sợ chết. Người Mỹ đã tham dự một cuộc chiến tranh không cân xứng giữa một anh nhà giàu sợ chết và một thằng nghèo đói đánh thí mạng cùi. Người Mỹ thích làm anh hùng, họ rất thích những đề tài anh hùng hào hiệp. Cuốn phim nổi tiếng của Nhật, Bảy người hiệp sĩ, Seven Samurai, quay năm 1954 đã được giới làm phim Mỹ vô cùng hâm mộ. Họ bắt chước quay thành phim cao bồi miền Tây tới 4 lần vào những năm 1960, 1966, 1969, 1998. Nội dung phim ca ngợi tinh thần của bảy người hiệp sĩ anh hùng giúp dân làng chống lại bọn cướp. Người Mỹ rất thích những đề tài anh hùng hào kiệt, diệt gian trừ bạo như vậy, họ thích làm yên hùng nhưng thật là khôi hài thay, yên hùng sợ chết. Người Mỹ thích làm trùm thế giới nhưng lại sợ chết thật là diễu hết chỗ nói. Phản chiến đã tạo niềm tin cho cộng sản Bắc Việt, chúng chỉ chờ có thế. Vào những năm 1952, 1953, người dân Pháp lúc ấy quá chán ghét, ghê sợ cuộc chiến tranh Đông Dương vừa chết người, tốn của trong cuộc chiến tranh 1947-1954 đã có 19 chính phủ Pháp bị đánh đổ vì không giải quyết được cuộc chiến. Cộng sản chỉ trông chờ vào phong trào phản chiến để đối phương phải chán ghét rồi bỏ cuộc. Chiến lược, cố đấm ăn xôi của Việt Cộng đã từng thành công từ cuộc chiến tranh Việt Pháp. Này chúng lại đem áp dụng vào cuộc chiến tranh chống Mỹ. Phong trào phản chiến đã là cơ hội bằng vàng cho đảng Dân Chủ hốt phiếu và rồi nắm đa số tại quốc hội. Chính họ đã hạ nhát gươm đao phủ thanh toán miền Nam Việt Nam. Người Mỹ cũng đổ lỗi cho phía Việt Nam, nhiều người cũng cho nguyên nhân cả từ hai phía. Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ hai của bài viết Nguyên nhân sụp đổ Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 của tác giả Trọng Đạt xin chân thành cảm ơn tác giả và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi